Chowman Quarkan Guy, Jihan VVIKN Quoxan GBCC Liu 94, KNMSN Mang Hin Cho Quravia Nun Video Sun BT Kim Ben Hangang ACA Gigayo Von Nang Nen Sha Zai, Nun Quok Sun BT Ben Kien AG Thavia, MRG Munsi Nazemba and Ham Thian Vacho and Din One Hung KN KNG Kichel Tin Thin Nan, MSN CCGN Chiranyu Video GP Hunia G Fak VN Quarkangai G. Get out. Bỏ. À, hình rõ của hai anh em nữa các bạn ơi. Năm sau con á. Cả chục cái năm vậy? À, ba. Mười con. Năm. Đó còn năm con. Còn năm sáu bảy con cái năm vậy? Hai con đi. Có hình rõ nha các bạn ơi. Hai con thôi. Trường con nhỏ thôi. Hai con nè. Ừ. Hai bữa có lý nha. Giờ anh em đi thăm cơ tới cái thứ hai nha các bạn. Nghe gồ gồ là ok đó. Có mày. Được. Một chú cái gồ nè các bạn ơi. Đen thui thùi lùi luôn. Cho nó mồi nó hơi sâu sâu xuống. Thì mưa đám hay đám nó ngập lên rồi. Trước nhất là môi ở dưới đáy trước. Rồi hãy để nó lên xuống. Cỡ đó là vừa ngập hôm đầu là được rồi, đâu cần ngập hôm sau. Thì bởi vì mới kêu gờ cái hôm chứ cái hôm. Đụng vô mà nghe sọc 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 là nó đó. Rùa dính rồi nữa đem về thả. Hay là thả luôn? Thả luôn hay là em vô em về? Một chú rùa các bạn ơi. Đem về thả làm gì? Hay là thả? Không được, không có hỏi xin là cho không? Thằng Duy nó cũng muốn nuôi nữa, để nữa cho nó. Ê mày bỏ cho đây ăn cá mày. Có con một à? Ờ, bốn, hết. Cũng đủ ăn được bữa ăn nữa các bạn. Cái này dở. Cái này dở. Đặt cái đường không yên. Trễ cũng đặt cái.
chừa lại chú đi. Hai chú nè. Ừ. Vậy chừa lại. Đạp lên mấy cây đi, để hơi cây sậy nó cũng bén lắm. Ôi ơi. Cái kiểu vậy. Có hạt khủng này nữa. Làm sao? Hả? Đủ ha, sao lấy ra được vậy? Bóp ra vô ra chứ sao giờ. Ừ, bóp cho nó xếp ra nó lại luôn chứ sao giờ. Châu. Bỏ đi. Tôi là bỏ gì dễ kiếm lắm nữa chắc lưới nữa bóp ra nó lại bóp ra nó lại trời ơi nó giận cho bá luôn tưởng dính nữa trời cái nó ngon dữ thành quả của sớ đó cứ bắt hết á. Đứng ở chỗ này im. Sao không dính à? Im chí đi. Thì để rồi mở hai con đi. Rồi đó. Ừ. Ý, thành quả được thêm một chú lươn nữa các bạn ơi. Mày bỏ vô luôn đi. Ngon lành cành đào. Hôm nay anh em Thiện lại có ăn rồi các bạn ơi. À, một chú lươn nha các bạn ơi. Bắt bằng ngón giữa.
chú bắt được thì chú bắt được. Có phải chuyên nghiệp đâu, bắt không dữ đó. Ủa, anh bắt dữ hay vậy? Chú bắt không dính gì trời. Gì? Kẹp vậy nè. Kẹp nạn á. Kẹp nạn vậy nè. Có dính đâu? Đây nè. Trời đợi chơi không nuôi đâu, không nổi thôi. Cắt cuối cùng. Không chuyên nghiệp. Vô con, vô con, vô con. Ủa mà la vô. Có nghe cậu không chuyên nghiệp là vậy đó. Gần tới khu vực người ta karaoke rồi các bạn. Mong YouTube đừng có đánh dính bản quyền nha. Ủa đó đâu có đâu. Lộn kia luôn hả? Ý. Cái cây lấy trời. Xích cái gãy gì? Cây. Cây có lấy trời. Gớt cái cây lại rồi, chứ ngoài sức. Sức luôn rồi. Nhưng mà gớt cái cây lại đừng rắn rồi. Rồi vậy nãy mày không? Dịch đùm cái quên. Mình không chuyên nghiệp á. Mình bắt không dính, không ra nổi. Hiểu không? Thì sao mà lần chỉ người ta nữa mà bắt ấy thì bắt móc thôi chứ bắt ngoài sẽ được không nội. Nhà chuyên nghiệp nè, đó chuyên nghiệp chưa? Vậy đó rồi chuyên nghiệp đó. Hai chú lương nữa bạn ơi. Thành quả rồi đó các bạn ơi. Có lý không? Đặt này ngon, đặt thơm đó. Thế mà bả vậy thì đó bả vậy giờ đi đặt đi ra ngon rồi đó. Cái cây mày gớt ở đó rồi đó. Tao kêu cãi nãy tao đi sao tưởng đâu là mày lấy chứ mà hốt lẹ quá như lẹ quá chứ nói gì. Nghe gồ gồ là ok đó. Ý, trời trời một bầy cá sặc luôn các bạn ơi. Gạo không các bạn ơi. Chết nhóc kia nè. Một bầy cá sặc luôn. Quá rồi các bạn ơi. Em mê quá. Dễ kiếm cá sặc này lắm. Hôm nay anh em đạt thành quả quá cao các bạn ơi. Cái kia mà hồi đạt không dính rồi đi dài qua đó luôn. Mấy bữa đi cực quá các bạn ơi, bây giờ lấy lại thành quả. Còn cái ngắn mà nếu mà đạt nó sạch nhiều là đi dài lên cái này. Thì dưới góc đó đó. Chết rồi. Chết bỏ vô đó. Thôi vô cua vô đúng á. Nhưng có sành tươi dính luôn lắm. Kệ đi. Có quá mua thêm. Làm gì? Dính hả? Được, được còn chú ếch đây các bạn ơi. Mình nói không yên nào. Giờ dùng.
cho cặn đi. Có là bắt bỏ. Nhà người ta đang có cao kê nha, mong YouTube cũng dễ chứ anh em đi quay dướng cao kê này rồi đánh bản quyền nữa cũng tội nghiệp anh em. Tới tới chỗ đóng bụi nhụi đó. Im im. Cái gì? Dọn sạch chân đó. À, thành quả hôm nay của hai anh em như thế này nè các bạn. Thôi bây giờ Thiện cũng xin kết thúc video tại đây ha. Nếu ai thương tình Thiện cho Thiện xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Rồi Thiện.